Người ấy là lựa chọn tuyệt vời của em thì em hãy ngước nhìn về bên ấy. Có sao lại nhìn về bên này? Có chăng sự tự do em nói với anh không như ý? Em xem anh là nơi em thích thì đến không thì đi. Em có bao giờ nghĩ là anh đứng đó bao năm tháng? Anh không hề than trách hay níu kéo em dù nửa lời. Bởi vì yêu em thôi nên anh đành phải nặng lời. Nấp sau những mong muốn nhất thời của em. Mong muốn nhất thời của em vậy thôi.